3 tháng hả? Màu đặc biệt quá ha. Xám ta gọi là màu lý lắc nha các bạn. Còn màu nâu nâu thì gọi là màu choco. Là nó tự ra màu lý lắc hả? Em chưa biết năm nay tự nhiên nó đột biến gen sao có hên đúng không? Hên á, duyên á. Anh thấy chó này do cái mũi ngắn quá. Dạ đúng rồi. Đường hô hấp ngắn quá dễ bị xuyển. Nó cũng là được rất là nhiều celeb đồ này nọ là quan tâm nuôi đúng không ta? Đúng rồi. Chi hô hô Việt Nam mình đã xuất bán tinh đi nước ngoài mà bán đi châu Âu rất nhiều. Ồ bán cái tinh luôn. Đúng rồi. Giống như con này nè. Mỏ ngắn ngủng luôn. Dạng đầu rất là em. Đầu á gồ á. Như cái banh luôn. Nè, sân chơi cho tụi nó giao lưu gặp mau. Có gì vậy em nội? Ẩu rồi đó. Được cái hay lộn lẻn. Rất là lộn lẻn các bạn thấy lông đờ mi á. Nếu mà lông dài á, nó dài quá nó sẽ ôm vô người luôn. Nhìn nó không có ngộ, còn này nó đờ mi. Tâm ra nó ngắn ngắn vừa vừa, nó xù ra. Ba cái hại, bà ngoại, mẹ với lại cháu hại luôn. Muối. Muối, khoai, cá là được bữa ăn. Bạn nghe chủ nhân của bạn chó nói chuyện cho bả uống. Coi như là một người bạn rồi, coi như là một người bạn, một người thân trong nhà. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok bạn, con sáng ngày hôm nay, sáng cuối tuần thì lại tới Best Coffee Garden để chơi tham quan. Các bạn có thể thấy không cảnh xung quanh rất là sôi động luôn. Rất là nhiều bạn nhỏ thiếu nhi tới đây để có thể chơi rồi tìm hiểu về các loài động vật rất là dễ thương ha. Thì dành cho những ai chưa biết thì Best Coffee Garden nằm số 91A Bình Long, Bình Tân ha các bạn ha. Cuối tuần thì chúng ta có thể dẫn gia đình con cái đồ lên đây rồi chơi rất là vui nè. Chó, mèo, đồ đủ thứ hết trơn đó. Thấy không? Rất là dễ thương luôn. Các bạn nhỏ được tiếp xúc với nhau. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay mình lên đây tại vì hôm nay ở trên Best Coffee Garden là có tổ chức một cái buổi offline về cái dòng chó Chihuahua ha. Đây là một dòng chó kiển rất là dễ thương và có nếu mà nói về ở Việt Nam thì nó cũng có lịch sử tương đối lâu đời trong cái giới chơi chó cảnh ha. Đó là con chó mà mắc tiền mà được chơi trên một cái cộng đồng lớn rộng theo mình nhớ là hình như là đầu tiên á. Ok bạn vô đây thì đây là cái không gian của mọi người đang ốp chó Chihuahua ở đây đó. Mình sẽ tìm vài cái bạn tổ chức. Chihuahua thì mình thấy cũng có rất là nhiều nhiều style lông ngắn, lông dài. Lẹ 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 lẹ. Rồi hello em. Rồi em cứ phát biểu đi. Để tí hậu qua. Ok ok em thì em cứ tổ chức đây. Đây là những anh em mà tổ chức cái buổi offline ngày hôm nay hả các bạn ha. Các bạn nhỏ đang cho lạc đà ăn. Lạc đà ra bị rẻ nên thích thú. Hello em. Thôi vậy vô thăm cái đi. Lâu quá chưa thăm à. Sao bị rẻ rồi con? Ôi dồi ôi. Bậy rồi đó. Chơi vậy không được đâu. Chơi vậy người ta không cho chơi chung đâu. Chơi phun nước miếng. Cứ tự tin lên con. Tự tin lên. Đúng rồi. Ôi ôi có ham ăn. Này bị gì mà xích thuốc ta em bị gì? Nó gãi nhiều quá anh. À nó gãi nhiều à cho nên mình xích cho nó bớt lại rồi đó. Đây là hai bạn nhỏ rất là dễ thương rồi thấy không à, cho các bé ăn. Thì thường thường những cái hoạt động này chúng ta phải đi khá là xa ha. Ví dụ như là ở Đà Lạt đồ sẽ có những cái farm như thế này. Nhưng mà đối với những gia đình bận rộn thì cuối tuần có thể lên đây ngay giữa, ngay lòng trung tâm thành phố thôi. Là chúng ta cũng có những cái hoạt động này cho các bạn nhỏ có thể gần gũi hơn với động vật và thiên nhiên. Đó. Uh-oh. Ok rồi bây giờ chúng ta đi vô buổi ốp đi. Thank you em. Dạ cái này là cô chú anh chị là quà ngắm mấy bạn chó đi. Hello em, bạn chó dễ thương quá, màu đẹp quá ta.
cho anh cầm với. Này mấy tháng hả em? 3 tháng. 3 tháng hả? Màu đặc biệt quá ha. Màu lý lắc. À. Bên chó thì cái màu xám xám ta gọi là màu lý lắc nha các bạn. Còn màu nâu nâu thì gọi là màu choco. Đó. Đó, choco kìa. Em chơi chó này lâu chưa? Cho anh phỏng vấn chút xíu nha. Dạ. Ok em. Em chơi dòng Chihuahua này lâu chưa? Dạ, này là ba em chơi xong rồi em theo theo chân ba này. À, thì theo anh biết là Chihuahua là nó phát triển ở Việt Nam là lâu đời nhất á. Dạ, nó thuộc dạng là một trong những dòng chó cảnh mà mắc tiền nhưng mà được chơi trên diện rộng á. Dạ, là sớm nhất luôn á. Dạ. Hồi xưa mắc tiền lắm. Dạ. Rồi ba chơi em chơi theo luôn. Dạ, xưa là có con mẹ xong rồi gầy từ ra được con này. À. Xong rồi con này là em mới đẻ được sau này. Ồ, đẻ được luôn, tự sinh sản luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá. Từ màu nào với màu nào ra được màu lý lắc này ta? Dạ em có hai con, một con lu cái và một con lu đực. Là nó tự ra màu lý lắc rồi. Em chưa biết năm nay tự nhiên nó đột biến gì sao có, nó hên đúng không? Hên á, duyên á. Màu sen hả bạn ha? Cái dòng chó này là cái tính cách của nó có những cái gì đặc biệt em có thể giới thiệu với mọi người không? Dạ nó binh chủ rồi nó khôn, nó giữ nhà được, nó quấn quýt người lắm. Ừ. Nhưng mà có điều là nó hay nhõng nhẽo thôi, kiểu như là mình ôm nó đúng không, nó thấy người khác lại quýnh mình cái là nó cắn người ta, hoặc là nó thấy chó khác mình mà nó lại gần là nó lại sủa. À. Nhưng mà mình thả xuống cái là nó nhét nó đi. Có nghĩa là nó khi mà nó gần kế bên mình là ở đầu nó gai dẻ. Dạ đúng rồi gai dẻ liền. Dạ. Anh thấy chó này nó có cái hay rất là hay là giữ nhà rất tốt luôn. Dạ đúng rồi. Cái miệng rất là to. Dạ. Sủa rất là ghê. Đó. Nhưng mà được cái là ăn ít. Dạ. Ăn ít nhưng mà coi như là không có hao tốn nhiều. Đó. Nó ăn như mèo ăn vậy. Ờ, ăn như mèo đó. Ăn rất là ít luôn. Nhưng mà giữ nhà rất là tốt. Dạ. Trời nó la muốn nát cái đôi tay mình luôn. Tại nhà em là em thả không à. À. Với lại trước đó nó có cái rào á. Thì mỗi lần mà người tới á là nguyên gia đình nó kéo băng ra đứng ở nhà em tổng cộng bao nhiêu bạn? Dạ tổng cộng là em có bảy bạn rồi. Dạ. Những này là mình nuôi chơi hay là mình nuôi xong mình có chia sẻ rồi này? Kiểu như là hồi trước là em chỉ nuôi chơi thôi, nhưng mà sau này á tại nhu cầu mấy đứa nhiều quá, em vừa chơi mà em vừa chia sẻ lại cho mấy bạn, nếu mà mấy bạn có nhu cầu thích màu này. Là em làm được mấy bé này, mấy bé màu này? Hiện tại thì em chỉ có một bé màu lilac duy nhất thôi. Hiện tại là em lilac duy nhất thôi, còn màu em chỉ có blue nè, chocola nè, với màu trắng kem à. Trắng kem. Cái lứa vừa rồi là đẻ được bao nhiêu bạn? Lứa này là của con này là đẻ được có một con à. À đúng một bạn này thôi. À đúng một bạn này thôi. Tụi này là đẻ bình thường luôn hả ta? Dạ có nhiều, dạ có nhiều loại Chihuahua nó đẻ thường, nhiều loại Chihuahua mình đẻ mổ. Ừ. Dạ riêng bạn này là đẻ mổ. Đẻ mổ. Còn bạn này là đẻ thường. Lý do tại sao đẻ mổ ta? Đầu bự quá hả? Không giống như kia đầu bự quá. Thường là Chihuahua nó lòi cái đít ra trước á. Ồ. Nên bắt buộc là phải đẻ mổ. Còn nếu mà lòi cái đầu ra được thì mình đỡ được á. À. Thì mình đẻ đỡ. Đẻ đỡ. Xíu xíu à. Mini á nè. Này cũng em nè, em không là này của anh kia. Giọng mi đi. Mặt baby của ta bạn. Ơi cái mặt à. Nhẹ xíu à. Xíu xíu à. Này chắc được cỡ tháng tuổi lắm nè. Tầm tháng mấy, hai tháng à? Tháng mấy, hai tháng. Thì bạn tự biết quyết định mở một cái buổi học đầu năm. Quá dễ thương luôn. Cái dòng chó này nó khỏe mạnh không ta? Có hay khỏe à? Nó có cái bệnh gì đặc trưng của nó? Dạ, em thường là nó bị hay khọt khẹt cái mũi thôi. Xuyển. Dạ đúng rồi. Anh thấy chó này do cái mũi ngắn quá. Dạ đúng rồi. Đường hô hấp ngắn quá dễ bị xuyển. Sau đây thì nó sẽ là cái này là cái dòng chó này là nó xuất xứ từ đâu và như nó cũng là được rất là nhiều celeb đầu này nọ là dạ. Quan tâm nuôi đúng không ta? Dạ, đúng rồi. Cái dòng này là nó kiểu như là nó ôm với lại nó tiện á, dễ xách đi chơi hay là dễ xách đi theo bên người á, như là mình chỉ cần cái giỏ chút xíu thôi là mình xách đi được rồi, giống như đi du lịch hay đi đâu cũng được, xách đi được á.
với lại vô khách sạn nhiều lúc mà nhiều lúc nhỏ quá người ta cũng không quan tâm, nhiều người ta cho vô chơi. Đây là dòng chó xuất xứ từ Mexico ha các bạn ha, và được rất là nhiều người nổi tiếng ưa chuộng bởi vì cái độ dễ thương nhỏ nhắn của nó. Hình như cái này nó cũng có lông ngắn, lông dài, rồi có đủ kiểu hết luôn nè. Dạ đúng rồi, lông dài là bên kia kìa. Dạ. À, còn này là lông lông sáng à. Lông sáng. Quá dễ thương. Nhỏ xíu anh. Cái bạn này rất là đẹp, là ở chỗ là các bạn thấy phân bổ màu sắc nó rất là đều luôn á. Cái đầu nó màu đen nó trẻ rất là đều luôn. Nhưng mà đọc cái là nguyên cái mình nó trắng bóc luôn. Ờ, à, đó nguyên mình trắng bóc luôn và chỉ có cái đầu chỉ thôi. Cái đầu à. Rất là đều. Dễ thương quá. Đây là một cái dòng chó mà gọi là thuần chủng mà cũng một dạng lâu đời, một cái gen lâu đời. Tính ra là lúc mà em còn cấp 2 á, cấp 2 là nhỏ xíu rồi nè, là bắt đầu là có nó rồi. Là ba em đã đi mua con chó cái về ba em nuôi. Sau rồi tới bây giờ luôn. Là cái con chó cái nó vẫn còn luôn. Là tính ra là nó 70-80 tuổi rồi đó. Ghê vậy? Dạ tại vì một tuổi của con chó là chó rồi. Dạ. Có nghĩa là nếu mà tính ra tuổi chó là khoảng 70-80 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Tuổi người chắc cũng khoảng 10 mấy năm rồi. Mười mấy năm. Dạ. Không có thì ba tuổi trước lấy nè. Trời ơi, mặt nó baby của tè dễ sợ luôn. Xin giới thiệu mắt nó hơi chậm cái lông á. Chúng tôi thì sơ sài thôi, chỉ có ba. Đi được chưa con? Đi được chưa? Dạ rồi, đi chậm chậm xíu xíu. Mấy con này nhỏ nó hay nhát không anh? Nhỏ. À. Năm người khởi xướng phong trào chi hô Việt Nam ở đầu năm giai đại đầu năm 2023. Quá luôn. Và tiếp theo là bạn Quốc Toàn. Chắc mọi người ai cũng biết rồi. Là người khởi xướng thành chi hô Việt Nam và người đầu tiên xuất xuất con giống cũng như là xuất chất lượng con giống. Mình dạy bài khá hơi quan trọng á. Ha. Tôi thì thôi chỉ biết hết rồi, thôi khỏi biết hiểu. Rồi, tiếp theo mời bạn Quốc Toàn đến đây giới thiệu. Thì tôi không có chơi Facebook nhiều và chơi nhiều cho nên phải giới thiệu một số anh chị em nổi bật. Thì tiếp theo là và giới thiệu các gói trước nha. Chú Lễ đứng dậy tiền bối trong dạ, trong trong giới dạ, chưa qua rồi chú Bình, chú Bình chắc cũng 20-30 năm rồi đứng dậy cái chú toàn là tiền bối không rồi chú Điệp cũng là lão làng luôn chủ của chú chó này nè chú Hoàng chú Hoàng không ta chú Hải dạ con em không nhớ chú này là chủ của bạn chó này luôn à tự làm ra rồi tới một người không thể thiếu một là những người tạo ra siêu phẩm nhiều nhất cho Việt Nam là anh Trung Bảo Biên rồi anh Tính rồi đúng cái tên gì là em Bi chú An Đức em đi 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 thấy chó dễ thương không dễ thương dạ này giống 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 mới đẻ dạ. Hai tháng được cỡ hai tháng dạ. Ghê không dạ. Anh Phúc Nguyễn đi. Chị Thảo cũng là lâu lắm rồi nha 20 năm chưa chị rồi Mạnh Vũ Thành Trân đến không đi bạn chị Hải Ly Nguyễn đi sợ mày đứng gì vậy tao mới biết chứ rồi Mai Vũ dễ thương mà đây đâu em dễ thương mà rồi anh Cường Mi Su nó sợ nó đừng rung rung rồi nhỏ con mà nhỏ. Hôm nay mình cũng được rất quý của nhà hết tiếng tóc cơ Nam Ngô lên review chiêu mua cho mình nha mời anh Nam đứng dậy à mời quan là chủ nhân của kinh vừa nhập về con kinh là 10.000 đô thôi đi 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 đang khí cứu trọ cho người chuyện á xem cho vô có miếng lắc dễ vô được mà
Khóa hả? Để bác nói vô. Dạ gần 3 tháng. Hình như là sau con chó của chú chó chú này ngồi 4 tháng. Dạ dạ. Dạ. Ok mình qua đây mình ngồi nói chuyện chơi với cho anh cảm ơn nha. Chó này của anh đúng không anh? Quá quán rồi, mình quán rồi. Dạ. Dễ thương quá đây em. Cho nên thấy một bạn chó mà đựng trong cái lồng rất là dễ thương, nhỏ xíu xíu à. Ghét anh chị em nào mà ban tổ chức còn giới thiệu sót thì hello em. Bữa nay em còn mua thêm hai cái tivi nữa. Trời mộng dẫn vậy. Mình chơi chó này lâu chưa em? Em chơi được 7 năm rồi. 7 năm rồi. Là mình break luôn, mình sinh sản luôn. Không em thì chỉ nuôi chó đực thôi. Nuôi chó đực thôi hả? Ở nhà nhiều con như là nhiều bạn chưa? Em 13 đứa. 3 đứa? 13 con. 13 đứa, được không? Ôi ôi. Ủa cái dòng em là em thích lông lông dài hay lông ngắn? Em là thích cả hai. Cái hai luôn. Thì quân số nhà là bao nhiêu dài, bao nhiêu ngắn? 6 con lông dài, 7 con lông ngắn. Thì giữa cái lông ngắn với lông dài cái tính cách nó có khác biệt gì không ta? Tính cách thì nó như nhau, mỗi con thì nó chỉ khác cái bộ lông bên ngoài thôi. À. Còn mặt mũi nó khác nhau. Mặt mũi khác nhau. Nhưng mà cái nguyên bản của nó là lông ngắn hay lông dài? Nó cả hai đi. À nguyên bản là có cả hai luôn. Ồ. Lông ngắn với lông dài là phối giống nhau. À. Ngắn với dài có phối giống nhau không? Xin nó xảy ra cái hình dáng giống vậy. Có con dài, con ngắn. Có con nửa ngắn nửa dài. À có con lưng lửng. Hôm nay có đem bé nào đi không? Em có mới đón hai em ở trong đây lông dài ở đây. À cho bắt một bé lông dài qua cho anh coi thử. Nãy giờ anh coi lông ngắn à, chưa thấy lông dài. Mình chăm chihuahua này mình có lưu ý gì không em? Em thì em thấy bình thường rồi, như các giống chó khác. Mọi người thì người ta chăm kỹ. Một em bé nào nhỏ nhỏ đi lên đây bốc thăm cho nó công tâm một tí. Ôi lông dài cũng đẹp lắm nha các bạn. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, bé mặt nó đen nè, cái mắt kính nè. Rồi lông dài thì mình phải chăm lông, chăm lông chút xíu. Nói chung là trong cái chế độ chăm sóc trẻ lưu ý chút xíu để cho lông nó mượt mà. Cho ăn nhiều chất hơn. Rồi đề nghị mọi người tắm chung quay trung tâm của hội Chi Hoa Việt Nam offline rồi. À, Chi Hoa này mình để có phân ra theo cái cân nặng không ta? Của cái buổi bốc thăm này. Có đấy, cân nặng. Nó có bao nhiêu size? Size thì người ta không tính size như bu đồ. À. Rồi, bây giờ là... Nhỏ thôi. Con tên gì? Một cái trọng lượng mà gọi là đúng tiêu chuẩn, đạt chuẩn là nó khoảng bao nhiêu? Trung bình khoảng 2kg. 2kg. Con bốc thăm được không? À, con có thấy kỳ không? Phỏng vấn anh Toàn, con chó đẹp lắm. Đâu? Rồi bây giờ xin cố giải một giải trong giải khuyến khích. Người đầu tiên nhận giải khuyến khích. Anh Toàn, anh Toàn. Rồi giải khuyến khích là mình thích. Phỏng vấn. Ok vậy đây hả? Số 12 hả? Dạ số 12. Hai mình qua đây đi. Rồi mời Hải Phúc. Hải Phúc. Cái phong trào mình là xuyên suốt từ đó giờ luôn em. Đúng rồi, nói chung là con chiêu hô của mình là từ xưa giờ là nó không có sụp giống như các dòng chó đi. Là nó có lên rồi nó sụp, còn chiêu qua mình nó cứ vậy hoài. Không có sụp tại vì lý do gì là con chiêu qua nó nhỏ. Đó, bạn chụp đi. À, nó không có chiếm diện tích, ăn uống cũng không nhiều và nó sạch sẽ nữa. Tại nhất cái thứ hai là cái dòng Việt Nam mình nó lai tạo ra là hồi xưa là con chihuahua nó mỏ dài. Việt Nam mình bây giờ làm được con mỏ ngắn. Thì châu Âu và Thái Lan đã chấp nhận và giờ những nước đó đang gom những con giống đẹp của mình để bán đi châu Âu. Ồ, mình xuất được qua nước ngoài luôn. Đúng rồi. Ở chihuahua Việt Nam mình đã xuất bán tinh đi nước ngoài và bán đi châu Âu rất nhiều. Ồ, bán cái tinh luôn. Đúng rồi. Mình là người bán tinh đầu tiên của Việt Nam đi Thái Lan. Quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Coi như là mình lấy tinh đó mình phải bảo quản sao ta? Đúng rồi, bảo quản bằng gheo, bằng đá gheo và đá gheo lậu. Đúng rồi, bằng thùng đá rồi bắt đầu có bán sỉ của y đem đi. Và bây giờ là cái con đó đã đậu ở một trại nổi tiếng của Thái Lan luôn rồi. Đẻ ra ba con. Quá tuyệt vời luôn. Đã thành công rồi. Anh em thấy nếu mà được chú ý phát triển á là
cái ngành này nó sẽ cũng tạo ra kinh tế rất là tốt luôn. Rồi, con Jihu mình hiện tại là mình cũng vừa nhập một con gần 10.000. Wow, em nhập về 10.000 đô. Dạ. Rồi, tiếp theo xin mời. Chơi phải có đầu tư. Quá hay luôn. Mà làm sao để lai tạo ra cái mỏ ngắn ra? Nói chung là chọn cái đó là nó cũng gần giống như là con Bully. Nó quần về những cái đời dòng họ của nó thì nó mới ra được như vậy. Nó là giống như là dị gì đó. Dị à, đó. Dạng dị giống như là cậu chú bác này nọ. À, đây là con gái của anh Cường. Em có làm con chó 10.000 đô lên cho anh ngắm thử chứ. Nó mới về, nó chưa thích hợp với lại cái môi trường á, nên em chưa cầm nó ra. Nói chung là con Duyên mua bây giờ hiện tại có giá vài ngàn đô là chuyện bình thường. Quá hay luôn. Anh thấy hình như nếu mà nói về chó mà chơi chó cảnh mà mắc tiền ở Việt Nam á, thì con này là thuộc dạng con đầu tiên mà được chơi trên cái diện rộng, được nhiều người sưu tầm chơi trên diện rộng. Dạ đúng rồi. Dạ. Và quan trọng là nó bền vững tới bây giờ luôn. Đúng rồi, không bao giờ nó sập được. Đúng rồi. Dạ. Càng ngày nó càng sắc sảo lắm. À, giống như con này nè. Mỏ ngắn ngủn luôn. Mỏ rất là ngắn. Em có thể giới thiệu cho khán giả biết là một con Chihuahua mà đạt chuẩn đẹp thì nó bao gồm những cái yếu tố nào? Hiện tại là con Chihuahua này là nó chơi giống như con Bully gì đó, nó đẹp, nó rất là đa dạng. Nhưng mà với quan điểm riêng của em á thì nó cái đầu nó đầu to tròn, đừng quá to. Mà cái độ gồ phải có cái, à, nó không có bị đầu chợt, đầu chợt, độ gãy, mỏ gãy, mỏ ngang gãy. Đó, mắt không lé, không quá lồi, to tròn, trồng đen xe nhiều, ngắn, lùng, đuôi cờ. Đuôi cờ, dạ. Đuôi cờ là sao ta? Đuôi cờ nó như vậy, đó, nó như cây cung vậy đó. Như cây kiếm vậy đó, nó phải cong người. Đúng rồi, nó không có ngã qua hai bên, không quéo. À, dạ. Rồi tay nhỏ. Tay nhỏ. Rồi cái dạng chân đứng đồ là có yếu tố nào? Chân thì nói chung là chân thẳng thần chứ không có túm. Không túm, không dòng kiền. Dạ không kiền. Đây bạn, đây là dòng lông sát, đây là dòng lông dài. Thì có điều đặc biệt chúng ta thấy á, lông dài thì nó sẽ rụng lông. À, đó là nào chú? Ai mà không ngại rụng lông thì chơi lông dài. Còn ai ngại rụng lông thì chơi lông ngắn. Càng đẹp mà càng màu là càng mắc. Càng đẹp càng màu càng mắc. Đúng rồi. À, màu sắc như là bò sữa sô cô la hay bò lilac là đà gọi đang là đỉnh nhất. Ồ. Cái này để xài không? Hả? À. Để có về với em đưa cái hình với cái con em vừa nhập 10.000 em gửi qua cho anh Nam. Ok ok, thank you em. Quá hay luôn. Con của chị Mai Vũ, đại lý Kim Hương. Sài Gòn. Các bạn thấy là từ cái bạn nhỏ cho tới những cái bác là tương đối lớn tuổi rồi, rất là dễ thương. Con này cũng là siêu phẩm. Trời ơi. Nhưng mà bị một cái lỗi là nó hơi le. Đó. À, mắt nó hơi bị dẹt qua hai bên đúng không? Lé hơi lát mắt chút xíu. Lát một tí. Con này của ai? Dạng đầu rất là đẹp. Đầu nó gồ như cái banh luôn. Thế đầu như cái banh. Màu này là màu sô cô la. Sô cô la. Màu này của Toàn. Dạ đúng rồi, con hổ quá. Quốc Toàn có thể thời gian rồi, để mà ok em. Như vậy ok, toàn sẽ đi lên chẩn phát biểu đồ này. Ê, bây giờ chúng ta sẽ qua kia, chúng ta quay cái sân chơi của mấy bạn chó bên này. Em anh thả mấy bạn này vô cái chuồng nó chơi luôn được không? Ok. Đây, nè, sân chơi cho tụi nó giao lưu gặp mau. Đây là bò sữa nè các bạn. Này là bò sữa Choco. Quá trời lông. Cái này sao nằm rút đây luôn rồi. Nhưng mà cũng mong anh mình ngồi lại đây giao lưu. Cái gì vậy em nội? Hẩu rồi đó. Và định hướng phát triển trong tương lai để đưa Chihuahua hội nhập cùng thế giới, còn đồng thời là nâng cái giá trị của Chihuahua được lên một cái tầm cao mới. Ồ, cái này nó có dòng ngắn, dòng chân ngắn chân dài đó chị. Thì nản lòng trong cái việc nhân giống lai tạo Chihuahua Việt Nam. Cái chân ngắn chân dài nó có là cái lúc tôi nản rồi. Nó là về từng dòng riêng biệt hay sao chị? Mình muốn nản cũng khó nản lắm. Chihuahua mỗi ngày nó mỗi đa sắc
dạ. Nhưng mà đặc biệt là rất là thân thiện các bạn ha. Thì đụng vô là ok hết. Anh này sao ước nghiệp đây? Ôi ôi cô chú anh chị cũng như các bạn trong hội kêu anh Việt Nam mình ngoan quá sức khỏe đầu tròn quay và phát triển trong tương lai, xin cảm ơn ạ. Mặc ú thôi bây giờ có ai đâu luôn gì á thì quả rất là lanh ha. Thôi có anh này sao đầu xù tóc rối dữ vậy. Lâu dài nhưng mà như cũng có tỉa không vậy, có tỉa hay là cắt sơ đồ nó là lông đờ mi á, là lông nó dài à, cái này đờ mi thôi đúng rồi à. Có thể là bạn này là do cha mẹ là ngắn với dài phối nhau nó ra đờ mi, nhưng mà đờ mi cũng động cái bộ của bạn nhìn nó khúc ngắn còn cái đầu xù ra như con sư tử á. Thôi mình thích con bò sữa mà được lông đờ mi quá nhìn nó như sư tử á. Ừ đúng rồi đó. Nó còn hộ, ví dụ mình nhìn ngắn hết thì cũng bình thường, dài hết thì cũng bình thường mà. Anh này anh đờ mi, tiếu tiếu. Cho anh mượn xíu đây. À, được cái hay lộn lẻn. Rất là lộn lẻn, các bạn thấy lông đờ mi á. Lông đờ mi nó nếu mà lông dài á, nó dài quá nó sẽ ôm cho người luôn. Nhìn nó không có ngộ, còn này nó đờ mi. Tâm ra nó ngắn ngắn vừa vừa, nó xù ra. À, nhìn nó ngộ hơn. Lỗ tai như thỏ vậy. Bò sữa. Đây là cái dòng chó nhỏ đất rất là được ưa chuộng, nhất là ở Việt Nam mình thì mọi người là ở thành phố nhiều, không gian không có. Đó thì đây là những cái chú chó rất là thích hợp. Bởi vì nó không có chốn diện tích. Cái chế độ ăn của nó rất là ít luôn, nó ăn như con mèo luôn. Nhưng mà lại làm việc rất là hiệu quả ha. Có khách vô nhà, có người lạ vô nhà là nó sẽ sủa. Sủa mà sủa rất là rát nha. Này Đức có nuôi Đức biết rồi, sủa ghê không Đức? Con em ai cũng vui đó. Qua hậu thân thiện. Qua hậu thân thiện gặp ai cũng này á. Chứ còn tụi này đúng ra nó cái nết giữ nhà nó rất là ok luôn. Gặp người lạ vô nhà là sủa khí thế luôn. Bạn này sao ta? Bạn này bị nhét hay sao? Rung à, rung còn cặp à. Còn bạn này sao? Bạn này sao? Nằm này hoài vậy? Không đi chơi? Hả? Nhỏ nhỏ mà cây súng bự quá các bạn. Tướng nhỏ xíu mà cây súng bự quá trời bự à. Ok em, để anh chọn cái bạn nào mà anh thích nhất nha. Đây 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 đây, nhảy tinh tinh tinh. Giờ anh mượn thôi. Oh my god, ôi nó bu tôi đừng nói tới. Dễ thương. Ôi, ghét chưa? Nãy giờ tụi bay dặm nước đái nước đồn luôn. Ôi, nhồi quá. Nhồi quá. Ngây thơ vô số tội mặt. Mặt ngây thơ vô số tội. Rung. Gặp con đen quen cũng đẹp lắm, con đen nó đẹp lắm. Này em. Dạ. Ôi giời. Chú mượn một xíu coi. Oh my. Oh mặt đẹp chưa? Đẹp chưa? Có giới thiệu chủ luôn không cho em ké miếng. À có luôn. Hey. Đây. Ok. Đây là láo hả? Dạ. Oh. Tính rất là láo. Tính rất là láo. Dạ. Mình có thể mô tả về cái điểm láo của nó không em? Dạ, ví dụ giống như là nó thức ăn của nó mà bỏ vô chung
là con nào không bao giờ đụng vô được nó hết á. Hoặc là mình bỏ cục xương ra ngoài là một mình nó dành hết, không bao giờ cho ai ăn hết. Nó ăn xong xuôi nó xịt tè ngay chỗ luôn, không cho con nào ăn uống hết. Ăn xong rồi dạ. Đáy luôn dạ, đúng rồi, đáy luôn. Đúng là chơi quá láo, quá láo luôn. Trời ơi. Làm ba người ta chưa? Trời dạ, ơi. Rồi. Lò cái son. Lò cái son rồi, nhiều sản phẩm lắm rồi. Dạ. Quá dễ thương luôn. Này bé này được mấy tuổi rồi? Nó được 21 tháng rồi. Ồ mới 21 tháng dạ, à? Dạ đúng rồi. 21 tháng mà cũng đẻ được mấy lứa hả? Nó cho được. À. Cho được dạ. Tức là mình phối nó cũng được mấy sản phẩm là cho con của nó rồi đó. Dạ. Dạ. Này khoảng mấy tháng là bắt đầu nó có thể cho tinh trùng được để phối ta? À, cho được thì khoảng 12 tháng. 12 tháng. Dạ. Cho được trên 12 tháng lên lấy nhiều giống. Và nó cũng lên giống liên tục đúng không? Nó ý là lúc nào nó cũng cho tinh trùng được đúng không? Đúng rồi. Chỉ có con chó cái thì nó mới dạ, cần rồi. Lên giống thôi. Con cái thì nó cần rớt máu lên giống, một năm nó rớt máu khoảng 2 lần. Ừ. Dạ. Cho cái, còn chó đực thì phối lúc nào cũng được. À. Dạ. Quá dễ thương luôn. Dạ. Như bé này được bao nhiêu ký thôi? Nó khoảng 2,5 kg á. 2,5 kg. Dạ. Cái size tiêu chuẩn của nó này là size tiêu chuẩn luôn. Size này cũng chuẩn. Dạ đúng rồi. Ở Việt Nam mình có mấy cái cuộc thi về show chó Chihuahua này đẹp không ta? Dạ rất đẹp. Dễ thương, mỏ ngắn nè các bạn. Dạ. Đầu gồ, đầu trồ, tròn, tròn. Mắt to. Mắt to. Không bị lé. À. Lùng liền. Lùng liền luôn. Dạ. Mỏ, mũi là phải gãy, đặc biệt mũi dạ, phải gãy nó mới ra cái nét của cái dòng chó này. Dạ đúng rồi. Mỏ dài quá nhìn nó không vô ha. Giống như bánh xe. À. Dạ. Quá dễ thương luôn. Dạ. Đây là chủ nhân nha các bạn. Dạ. À. Hay ơi, tới cục kẹo quá con lòi cái son ra ngoài. Lòi cái son kỳ quá. Dạ. Ok, thank you em, dễ thương quá. Dạ. Em bỏ vô lại. Thì những bạn chó cuối tuần mà được đi chơi chung với nhau, giao lưu như thế này rất là vui luôn. Như đi công viên á, đây là bạn buôn Pháp. Mấy con của anh Cường bữa có quá bán ngồi. Cho các bạn gì, trả 20 chưa? Ok các bạn, ở bên này cũng có mấy bạn chó mà lông rất là đẹp. Tức là đang mua con đực của anh, nó đực. Cho anh mượn cái này nha. À, dạ. Đúng luôn. Đây có một bạn lông dài, màu cũng rất là độc luôn. Dễ thương quá. Màu đẹp quá, màu này là màu gì em? Isabel hả? Lý lắc hả? Lý lắc chứ, không? Lý lắc Isabel. Lý lắc xám xám nè. Bà ngoại nè. Bà ngoại. Trời ơi, nhỏ xíu giờ thành bà ngoại rồi. Đó, mấy cháu, mấy con gái nè, con gái. Trời ơi, sao con gái bự con hơn bà ngoại nữa. Em giận em bỏ ăn. Trời ơi, dễ thương các bạn. Ba thế hệ, bà ngoại, mẹ với lại cháu ngoại luôn. Ba đời rồi. Quá dễ thương. Quậy quá, quậy đi. Cá. Cá đâu? Này là cá. Bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên Muối. Muối. Muối khoai cá là được bữa ăn. Muối khoai cá. Quá dễ thương luôn. Muối khoai cá là được bữa ăn. Bà ngoại mà còn trẻ đẹp quá ta. Sao em đặt cái tên Muối với tên Muối tên khoai vậy? Muối hả? Là tại vì nó là cải muối. À, là nhà họ, dòng họ phụ cải. Mà có chữ cải. Cải. Là cải muối. À. Xong rồi tới bà này thì nhìn bấy như cục khoai mỡ. Phải đặt là khoai. Son, à. Rồi mi pha son á, à. Nói tướng ngồi quá trời, nhìn như bài bắn cá, son bắn cá. Coi, nằm yên. Bà ngoại còn trẻ đẹp quá. Mẹ hơi cầu, tính mẹ hơi cầu. À, mẹ nhìn mặt hơi quạo một chút. Mẹ hơi cầu. Mặc đồ cho đi chơi. Nó, cái con này với lại con giống nó, cũng trắng đen mà nó. Anh em cùng cha. À cái bạn trắng đen mà lông đề mi đó đúng không? Ờ à, bạn... lông dài á chứ không phải đề mi đâu. À lông dài. À mới 6 tháng à. Dễ thương. Con này trai dượng. Trời ơi trai dượng. Hồi đó đi lấy chồng rồi lấy thằng đó. Nhưng à. Không thành công. À. Không thành công nhát quá, anh trai nhát quá. À trai nhát quá không dám làm ăn gì hết à.
Quá dễ thương. Mày chăm sóc răng miệng tốt hay nhìn lưỡi sạch bon à? Thôi bị vô răng. Quá dễ thương luôn. À, em cảm ơn. Đây các bạn, một con chó mini nữa. Một bạn rất là nhỏ xinh xinh. Ôi bận áo nữa. Này bạn gái bạn ơi, bạn quấy bạn đầm nữa. Hay của em hả? Cho anh bận dẫn chiếu đi. Dạ. Này nhà mình sinh sản đó luôn hay sao em? À, dạ không, em mua anh. Mua hả? Dạ. Cho anh mượn với. Dạ. Đây, ok em. Đây là một bạn công chúa nha các bạn nha. Công chúa bạn đầm xòe đâu, xương sao lụ. Một tuổi rồi. Một tuổi? Thôi một tuổi có chút chiếu à. Một tuổi có chiếu rồi con. Con này á, ngày xưa á, nó nổi tiếng mà mình biết nó đầu tiên á là mình thấy Paris Hilton ẩm nó. À, hình như cũng màu này luôn nè. Em nếu mình nuôi những cái dòng chó nhỏ vậy á, mình có gặp gì vấn đề khó khăn gì về mặt chăm sóc cho ăn hay gì không? À, chó là nó cái phổi nó yếu anh, cho nên là phải giữ cho nó kỹ hơn mấy con chó lớn hơn. Giữ nó kỹ là sao ta? Ví dụ như mình ngủ mình sưởi nó hay là... Dạ, hồi nhỏ thì em cho nó đèn sưởi. Rồi nếu mà ra ngoài thì em cho nó mặc áo ấm. Dạ. À, là cái áo ấm này không có phải chỉ đơn thuần là trang phục bên ngoài mà nó còn có tác dụng giữ ấm nữa hả? Dạ. Ồ. Rồi cho ba uống mấy cái siro bổ phổi hoặc là ho này kia. Bạn nghe chủ nhân của bạn chó nói chuyện là cho bả uống. Coi như là một người bạn rồi. Coi như là một người bạn, một người thân trong nhà. Cho bả uống. Nghe dễ thương. Sao bà? Bà có chút xíu sủa dữ không? Dữ lắm. Khôn không em? Dạ khôn, nó mến người lắm. Mến người lắm hả? Dạ. Bé này tên gì? Bả tên gì? Bả tên Cà Rốt. À, Cà Rốt hả? Cà Rốt có những cái tính cách thú vị nào em? Bả hay sủa. Khoái mấy con chó bự. Khoái mấy con chó bự? Dạ. Thấy con... chó bự là lao lại chơi. Dạ. Nhưng sủa. Mà chặn ăn, chặn quấn không? Chặn ăn không? Dạ không. Hiền lắm hả? Dạ, hiền. Ghét. À, đứng lên đi lắc lắc cái đít coi. Lại lắc lắc cái đít coi đó. Đó lại chó bự liền kìa. Này bum hả ta? Bum. Cà rốt đi. Cà rốt, cà rốt. Nó váy đầm váy ngắn rồi này nọ là ngoài các bạn. Cái khẩu phần ăn một ngày của bé nó là em cho ăn gì có thể chia sẻ với mọi người không? Dạ, em cho bé ăn pate, dưa leo, các loại rau củ. Ngày hai cử? Dạ. Pate, dưa leo, các loại rau củ. Đó. Tại vì bà chỉ thích ăn trái cây thôi. À, thích ăn trái cây hả? Dạ. Ngoài cái vấn đề phổi yếu ra thì mọi thứ còn lại có cái gì cần phải lưu ý không ạ? Có cái đầu của bà hơi bị mềm á anh. Cho nên là lúc nào cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, té nhiều khi Dạ, nhiều khi ẩm bà mà sợ làm rớt bà ghê. Dễ thương, dễ sợ luôn. Thời gian đầu nuôi cực lắm. Thời gian đầu là nó dễ bệnh đó. Dễ bệnh lắm ha em. Dạ. Thì một trong những bệnh đó là bà này là rất là may mắn là bị carê lúc 6 tháng nhưng mà qua được. Carê là nguy hiểm á. Dạ, đợt đó là may là qua được á. Tụi em là đi chích ngừa mỗi ngày luôn. Đó, đi chích kháng thể carê mỗi ngày. Kháng thể carê mỗi ngày luôn. Sau 10 ngày là bình thường. May quá. Là qua được. Coi như là nhỏ cũng vượt qua một cơn bạo bệnh ha. Đã sau cái đó đợt đó là không bệnh nữa luôn. Có duyên luôn. Dễ thương. Ở nhà em nuôi mấy bé? Dạ, ba bé. Bé này là dưa leo bồ của cà rốt. Dưa leo bồ cà rốt hả? Vậy là này con trai đúng không? Dạ. Ôi rồi ví dụ như một năm tuổi mà có chút xíu vậy hả? Dạ. Rồi sao phối ta? Tụi em cũng đang định đi hỏi mấy anh chị ở đây là nó nhỏ vậy có nên cho phối không á? Nhỏ quá, anh thấy nhỏ quá. Ví dụ như bạn này mà là bồ, bạn này bự gấp 3 lần bạn này sao đè ra tẻn được. Dạ. Bạn này được ký 3, bạn này 8 lạng. 8 lạng.
Ôi, nếu vậy cái con của em có phải là thuộc dạng đặc biệt không? Một năm tuổi mà chỉ có 8 lạng thì có phải là thuộc dạng đặc biệt không? Em nghĩ chắc bả đặc biệt á, hoặc là bả sinh non á. Sinh non á. Tại vì tiêu chuẩn nó là 2kg đúng không? Dạ. Có nghĩa là 1 năm tuổi thì chắc cũng đâu có lớn nữa. 1 năm tuổi chắc đâu còn ít sai nữa. Dạ. Sai cố định luôn rồi. Xương là cố định là chỉ có mập lên thôi. Ờ. Ủa em nếu mà 1 năm tuổi chó mà 1 năm tuổi rồi mà chỉ có 800 gram thôi thì có phải gọi là đặc biệt không? Mini luôn. Đó là chơi. Dạ dạ. Nếu cỡ này thì sao phối ta? Cỡ này có mang em bé được không? Có thể nhưng mà khó khăn. Khó khăn. Nên là làm cảnh rất ok. Ờ. Nhỏ này hiếm. Đúng rồi, hiếm chứ. Con thích đụng hả? Này. Xà thử cái còn ngại ngùng. Này làm cảnh rất là ok luôn. Dạ. À quên, nãy quên hỏi em, nếu mà nó size nhỏ cỡ này thì một lần nó ôm bầu là khoảng bao nhiêu bé ta? Thông thường là 1-3 bé. 1-3 bé nè. Maximum luôn rồi, đó giờ em biết là có con nào mà có cái số lượng vượt trội không? 9 bé. Trời, 9 bé. Cái trạng này mà được 9 bé, mang bầu 9 bé luôn. Trời ơi, sức đâu mà bào dữ ta. Bạn này em có đi hỏi thú y rồi thì thú y cũng nói là giờ bạn này là chỉ dính được 1-2 bé thôi. Là cao lắm rồi. Trời ơi. Của em luôn hả? Em phối cho nhà gái này. À, em phối cho nhà gái. Oh. Lứa sau đẻ 8 bé. Trời ơi, chị này trứng nhiều quá. Chị này trứng kinh khủng luôn. Quá dễ rồi. Quá dễ hơn nè. Này là mang được 1-2 bé thôi đúng không? Nhiều hơn là sẽ bị khó thở. Bác sĩ có đúng rồi. Chuyện nó nhỏ quá. Này làm cảnh này rất là đặc biệt à. Ở này chắc đây, ở đây con. Đây con đụng đi. Ông cày ạ, ông cày, ông vô đây ông. Thấy dễ thương không? Con thấy dễ thương không? Dễ thương. Tuyệt vời quá, thank you em nhiều. Dạ không có gì. Nãy nói tên gì quên là Carrot. 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 Dạ. Carrot. Bye bye Carrot nha. Bye bye chú. Dạ đầu chồng quay, thank kiều em nhiều. Dạ anh cảm ơn nha. Dạ. Ok các bạn, thì nãy giờ chúng ta được tham gia một cái buổi offline chó Chihuahua rất là đông vui, rất là nhiều những cô chú mà đã chơi, tìm hiểu và phát triển cái bộ môn này từ nhiều chục năm trước rồi và bây giờ vẫn tiếp tục luôn. Và qua cái chia sẻ của anh em nãy giờ đó thì là thấy là Việt Nam mình rất là có tay nuôi, rất là có kinh nghiệm nuôi và đã tạo ra được những cái dòng chó rất là đặc biệt, rất là đẹp, được người nước ngoài ưa chuộng và họ đồng ý bỏ tiền ra để nhập những cái giống, tức là cái tinh trùng của cái dòng, những cái dòng chó, những cái con chó mà của Việt Nam làm ra xuất qua bên nước ngoài luôn, thì đó là cái tín hiệu rất là đáng mừng luôn. Thì hy vọng là trong tương lai sắp tới thì cái ngành pet này cũng sẽ được quan tâm phát triển nhiều hơn, anh em sẽ đầu tư nhiều hơn, tại vì nó cũng tạo ra được kinh tế rất là tốt luôn, và đồng thời nó cũng như là một cái, ở một cái góc nào đó nó cũng là cái bộ mặt của một cái hướng đi để mà đưa cái tên tuổi Việt Nam mình được thế giới biết đến nhiều hơn. Ok mọi người, chúc mọi người có ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xem clip vui vẻ. Bye bye.